Sau 30 năm đánh pháp của Mỹ xâm lược, nỗi đau chưa dứt, mất mát chưa nguôi, dân tộc Việt Nam lại buộc phải bước vào một cuộc chiến tranh mới, tàn khốc, đầy máu và nước mắt. Đằng sau cuộc chiến này là thảm họa diệt chủng tàn bạo của tập đoàn Khmer Đỏ, cướp đi sinh mạng hơn 3 triệu người Campuchia và hơn 3 vạn người Việt Nam. Là mưu toan chia để trị nhân dân ba nước Đông Dương của các cường quốc. 4 năm nhẫn nhịn tìm kiếm hòa bình, kiên trì đối phó với xung đột và chiến tranh biên giới. 10 năm gian khổ hy sinh để cứu giúp và hồi sinh đất nước Chùa Tháp từ họa diệt chủng. Trong bao giây cấm giận và chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, Việt Nam đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang vì tình nghĩa quốc tế vẹn toàn, trong sáng, thủy chung và ý chí của một dân tộc kiên cường đã bước qua mọi khó khăn, thử thách để khẳng định trước thế giới quyền bảo vệ tổ quốc khi bị xâm lăng và hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả ở hướng Tây Nam tổ quốc Việt Nam. Ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia ngay từ thuở khai sơn lập địa đã được định sẵn vị trí trên bán đảo Đông Dương, hình thành một mối quan hệ lịch sử đặc biệt về địa lý và trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ không gian sinh tồn, phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc. Việt Nam khởi nguồn từ nền văn minh sông Hồng, khai sáng thời đại hơn 4.000 năm lập nước, vất vả và gian lao. Vốn dòng dõi con là cháu Hồng hiền hòa, nhưng lịch sử lại triền miên bằng những cuộc chiến tranh giữ nước, giải phóng dân tộc trong một số phận không thể đổi khác. Liền kề bên là xứ sở Triệu Voi, mà sự tồn tại cũng đầy khó khăn nhọc nhằn qua bao thế kỷ, với sự thống trị của Nam Chiếu, đế chế Khmer, đế chế Sukhothai, rồi đến Vương quốc Lạng Sang để định hình nên một nước Lào độc lập và tự chủ ở khu vực Đông Nam Á với một nền văn hóa mang đậm dấu ấn Phật giáo và bản sắc dân tộc Lào. Xuôi về phương Nam là Vương quốc Campuchia, đất nước của nền văn minh Angkor rực rỡ và huyền bí, đã để lại dấu ấn sâu đậm trên những công trình kiến trúc, văn hóa đặc sắc. Bên cạnh đó là một quá khứ đầy những biến động trong sự vận động chung của lịch sử ba quốc gia dân tộc trên bán đảo Đông Dương. Ba nước trên bán đảo Đông Dương cùng chung một cái số phận mà luôn luôn bị các cái thế lực ngoại xâm nó nhòm ngó một anh rồi, nó nhòm ngó hai anh khác, chứ không phải nó chỉ một điểm, chẳng qua nó chưa đứng chân được vào thôi, chứ còn bao giờ dưới cái con mắt chiến lược, cái sự nhìn nhận chiến lược của các cái thế lực ngoại xâm thì bao giờ phải thống tính bằng được ba nước. Bởi như trên tôi đã nói, có những cái nhiều cái điểm tương đồng về mặt địa chính trị, địa kinh tế, địa văn hóa vân vân. Việt Nam nó như một cái bao lơn ở cái bờ biển Đông này. Cái bao lơn nó chắn sóng biển Đông. Nó cũng là cái chắn sóng để cho những cái làn sóng ở bên ngoài ập vào cái vùng bán đảo này. Cho nên Lào, Campuchia thì cũng phải thấy được một cái thực tế là họ đã được Việt Nam ở bên ngoài chắn che cho rất nhiều những cái quá trình vận động của lịch sử, kể cả biển Tiến từ hàng triệu năm trước. Nửa cuối thế kỷ 19, làn sóng thực dân châu Âu tràn đến khu vực Đông Nam Á. Người Pháp lần lượt thôn tính Việt Nam, Lào, Campuchia, đặt nhân dân ba nước dưới ách cai trị thuộc địa tàn bạo trong một tổ chức hành chính duy nhất chưa từng có tiền lệ là Liên bang Đông Dương, thành lập năm 1887. Kể từ đây, vận mệnh ba quốc gia dân tộc Việt Nam, Lào, Campuchia gắn chặt vào nhau, cùng chung những đắng cay tủi nhục của thân phận nô lệ, chung nỗi đau mất nước và chung một khát vọng đấu tranh giải phóng dân tộc. Đông Dương là một chiến trường.
về địch cũng như ta. Ngay Pháp lúc mà vào á, ngay năm cuối năm cuối thế kỷ thứ 19 á, cũng đã gắn cái vấn đề Lào và Campuchia Việt Nam như cô nói, tức là chủ nghĩa thực dân Pháp không tách ra được, tách chỗ này thì mất cái này, mà phải dựa cái này mới đánh được cái này, mới trị được cái này, đó là phía địch. Còn ta cũng phải đúng địch đến như vậy thì ta phải đông dân chiếm, mà ta đúng nhận ngay từ đầu á là đông dân một chiến trường, hệ tách ra thì chết, tách ra thì bị nó ngay, nó trị ngay. Vì địch đã có như vậy thì ta phải có chiến lược như vậy, không có gì khác cả. Đây là những yếu nhân đã tham dự vào một trong những sự kiện lịch sử quan trọng nhất của cách mạng Đông Dương trong thế kỷ 20. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3 tháng 2, 1930. Từ cơ sở của hội nghị, các chi bộ đảng lần lượt ra đời ở Việt Nam, Lào và Campuchia, mở đường cho việc đổi tên đảng thành Đảng Cộng sản Đông Dương tại đại hội ở Macau, Trung Quốc 8 tháng sau đó. Với sứ mệnh lãnh đạo tất cả các dân tộc ở Đông Dương trong cuộc đấu tranh giành độc lập hoàn toàn cho Đông Dương. Như Wilfred Burchett, tác giả cuốn Tam giác Trung Quốc, Campuchia, Việt Nam đã viết, sẽ hết sức phi lý nếu như đại hội thành lập đảng đề ra nhiệm vụ đấu tranh cho nền độc lập riêng rẽ của Việt Nam, Campuchia và Lào, trong khi người Pháp kiểm soát toàn Đông Dương về hành chính và quân sự như một đơn vị thống nhất. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Đông Dương được xem là hạt nhân vững chắc đầu tiên để hình thành một khối liên minh đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Và sau khi đánh đuổi đế quốc Pháp ra khỏi Đông Dương, mỗi dân tộc sẽ có quyền tự quyết. Dân tộc ấy có thể gia nhập Liên bang Đông Dương hoặc thành lập một quốc gia riêng rẽ theo tinh thần nghị quyết tháng 3 năm 1935 của Đảng. Sự lựa chọn đã rõ ràng vào mùa thu tháng 8 năm 1945. Nhân dân Việt Nam tổng khởi nghĩa giành chính quyền, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Phía bên kia biên giới, Lào cũng tuyên bố độc lập. Đến khi Pháp sang đây đô hộ chúng ta thì chúng ta cũng làm cuộc cách mạng năm 1945 để mà giải phóng ba dân tộc. Cho nên ba cái dân tộc nó dựa vào như môi với răng mà. Môi hở thì răng lạnh. Thì ba anh em đoàn kết với nhau gian khổ. Năm 1945 mà chúng ta khởi nghĩa để đánh Pháp thì dân Lào còn rất là vất vả chứ. Mãi đến sau này mới xây dựng được mấy tiểu đoàn. Ở Campuchia cũng thế. Nhưng mà dựa vào nhau để rồi cuối cùng ta cũng đuổi được Pháp đi. Năm 1945, sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của nhân dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia vẫn chưa thể hoàn thành khi thực dân Pháp được sự hỗ trợ của đồng minh ồ ạt tăng quân với quyết tâm chiếm lấy Đông Dương một lần nữa. Bởi với một cường quốc thực dân đầy lòng kiêu hãnh, không dễ dàng để quên những đặc quyền, đặc lợi đã thiết lập trong suốt gần 100 năm qua. Nhất là khi việc để mất Đông Dương khiến cho sở hữu của Pháp ở hải ngoại sẽ nhanh chóng bị mất theo. Trước tình hình mới, Đảng Cộng sản Đông Dương tự giải thể, thành lập 3 tổ chức đảng riêng ở 3 nước. Nhưng khối liên minh chiến đấu thì không ngừng được củng cố và phát triển. Ngày 13 tháng 3 năm 1951, các lãnh đạo mặt trận Liên Việt, Việt Nam, Khmer Issarak, Campuchia và Neo Lào Issara đã quyết định thành lập Ủy ban Liên minh Nhân dân Việt Nam, Lào, Campuchia, gọi tắt là Mặt trận Việt, Miên, Lào, do các ông Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt, Hoàng Thân Suphanuvong, Nu Hắc, Sơn Ngọc Minh, Tu Samut lãnh đạo. Mặt trận khẳng định thực dân xâm lược Pháp và can thiệp Mỹ là kẻ thù chung của ba dân tộc. Nhân dân ba nước phải đoàn kết thành một khối dựa trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, tương trợ và tôn trọng chủ quyền của nhau, nhằm mục đích đánh bại thực dân Pháp, can thiệp Mỹ và tay sai, làm cho nhân dân ba nước được tự do, hạnh phúc và tiến bộ. Mỗi lúc mà Campuchia có khó khăn thì Việt Nam thì tăng cường giúp đỡ để mình giữ lại cái thế của ba nước chân vạc này, là gắn chiến với nhau để mà chống ngoại xâm.
bởi vì ba nước này là ba nước nhỏ, một này là gần biển, gần núi các thứ như thế, mà gần nhất là các cái nước lớn thì luôn luôn nhằm xâm lược. Cho nên tôi nghĩ đấy là một cái truyền thống lịch sử, một cái yêu cầu khách quan để mà bảo vệ mình, bảo vệ nhau để mà sống lâu dài trong một cái quả đất này. Trong suốt cuộc chiến tranh chống Pháp, do nằm ở vị trí chiến lược đặc biệt, Việt Nam trở thành mặt trận chính, nơi diễn ra những hoạt động quân sự quyết định trên toàn chiến trường Đông Dương. Cũng vì thế, tương lai của Việt Nam, Lào và Campuchia sẽ được định đoạt bởi các thắng lợi của Việt Minh trên chiến trường, với sự hỗ trợ của các phong trào giải phóng dân tộc Pathet Lào và Khmer Issarak. Wilfred Buchet cho rằng, không nghi ngờ gì nữa, chính trình độ đoàn kết có hiệu quả thực sự ấy đã dẫn tới thất bại của Pháp ở Đông Dương, mà tượng trưng là chiến thắng lịch sử của Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Điện Biên Phủ. Chiến thắng đó là sản phẩm của những nỗ lực quân sự thống nhất và có phối hợp, trong khi các lực lượng của ông Võ Nguyên Giáp đóng vai trò chủ yếu tại Điện Biên Phủ thì cũng phải kể đến vai trò hỗ trợ có tầm quan trọng sống còn của Pathet Lào, ngăn chặn âm mưu của Pháp đưa quân tiếp diện từ Lào tới giải dây cho cứ điểm đang bị dây hãm, và của các lực lượng Khmer Issarak đã giải phóng được 1/3 Campuchia và đang băm nát các tuyến giao thông của Pháp. Sự sụp đổ của pháo đài bất khả xâm phạm Điện Biên Phủ đã chấm dứt nền cai trị thực dân Pháp ở Đông Dương, đồng thời cũng chấm dứt thời đại hoàng kim hơn 400 năm của chủ nghĩa thực dân cũ. Trong kháng chiến chống Pháp mà nói thì ba nước đã từng là căn cứ địa của nhau. Sở dĩ tôi nói như vậy, có thời kỳ thì Campuchia là căn cứ địa của lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam. Chúng ta dựa vào cái sự giúp đỡ của bạn để chúng ta xây dựng phát triển lực lượng. Nhưng cũng có những thời kỳ thì chính Việt Nam lại là trở thành căn cứ địa của Campuchia cũng như của Lào. Khi mà cái rõ ràng phụ thuộc theo cái tình hình phát triển, tình hình của cách mạng của mỗi nước trong từng giai đoạn thì rõ ràng có sự tương trợ hỗ trợ cho nhau. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã thúc đẩy hội nghị Geneva về Đông Dương khai mạc ngày 8 tháng 5 1954. Đây thực chất là một cuộc mặc cả về quyền lợi giữa các cường quốc trong xu thế hòa hoãn và cùng tồn tại hòa bình đang ngự trị trong khối xã hội chủ nghĩa. Theo nghiên cứu của François Joyeux và của Wilfred Buchet thì nhân nhượng lớn nhất của cụ Hồ Chí Minh và ông Phạm Văn Đồng là đồng ý tham dự hội nghị Geneva. Các lực lượng của họ đang ở thế chiến thắng. Cùng với chiến thắng của Pathet Lào và Khmer Issarak, họ có thể chấm dứt sự có mặt về quân sự của Pháp trên toàn cõi Đông Dương. Nhưng việc đó không phù hợp với điều mà Trung Quốc coi là lợi ích của mình trong khu vực. Trung Quốc có một cách nhìn về một Đông Dương đa dạng, trong đó Lào và Campuchia phải là đối trọng của Việt Nam. Trên bàn hội nghị Geneva, phái đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa dù đã nỗ lực hết sức nhưng vẫn thất bại trong việc tìm kiếm những giải pháp thuận lợi cho mình và hai đồng minh Lào-Campuchia. Số phận ba nước Đông Dương đã được định đoạt bởi các nước lớn. Việt Nam tạm thời bị chia cắt hai miền Nam Bắc ở vĩ tuyến 17. Lào chỉ có hai vùng tập kết ở Sầm Nưa và Phong Sa Lì. Campuchia không có vùng tập kết nào. Kết quả hội nghị Geneva đã để lại một khoảng trống to lớn trong phong trào cộng sản ở Campuchia, khi phần lớn những đảng viên cộng sản chân chính của Khmer Issarak phải tập kết về miền Bắc Việt Nam để bảo toàn lực lượng. Lúc đó ta được mời, được kéo tham gia hội nghị Geneva mà do các cường quốc người ta đã sắp xếp, cường quốc người ta chuẩn bị. Liên Xô và Mỹ trao đổi với nhau, sau đó trao đổi với Trung Quốc, trao đổi với Anh, trao đổi với Pháp để đi đến cái hội nghị Geneva về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương, tinh thần như thế. Tờ tuyên bố của Ngoại trưởng John Foster Dulles, Đông Dương nằm trong khu vực bất khả xâm phạm của chiến lược Mỹ. Cùng với một loạt những diễn biến tiếp sau hội nghị Geneva năm 1954 đã đưa đến việc chính phủ Mỹ quyết định leo thang chiến tranh, với những đơn vị quân đội đầu tiên đổ bộ vào miền Nam Việt Nam
tháng 3 1965, bắt đầu giai đoạn quân Mỹ trực tiếp tham chiến trên chiến trường Đông Dương. Một cuộc đối đầu tàn khốc với quy mô hủy diệt khủng khiếp của các chiến dịch tìm diệt tàn bạo, của các loại vũ khí tối tân hiện đại được sử dụng không hạn chế, với sự tham gia của những phiên hiệu sư đoàn khét tiếng, niềm kiêu hãnh của nước Mỹ đã trở thành định mệnh không thể tránh khỏi với người Việt Nam. Bên cạnh đó, Lào và Campuchia cũng trở thành nơi diễn ra các âm mưu đảo chánh, lật đổ và các chiến dịch biệt kích thám báo của Mỹ. Thế nhưng, từ trận đánh Plem Bé ác liệt ở mặt trận Tây Nguyên tháng 11 năm 1965, đến hàng loạt chiến dịch quy mô như Cedarfon, Attleboro, Johnson City ở chiến trường Đông Nam Bộ, Mỹ vẫn không thể khuất phục được ý chí và lòng quyết tâm thống nhất đất nước của người Việt Nam. Chiến tranh được đẩy lên cao độ với hơn 50 vạn quân Mỹ có mặt tại chiến trường miền Nam Việt Nam thời điểm cuối năm 1967. Trên chiến trường Campuchia, sau ngày Pháp trao trả độc lập năm 1953, quốc vương Norodom Sihanouk đã lãnh đạo đất nước theo đường lối chính trị hòa bình, trung lập, nhưng vẫn dành những ưu ái đặc biệt cho cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam. Năm 1965, khi Mỹ trực tiếp can thiệp quân sự vào Đông Dương, quốc vương Sihanouk tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mỹ, bí mật cho phép hàng viện trợ của đồng minh đến tay quân giải phóng miền Nam Việt Nam thông qua hệ thống bến cảng Campuchia, đồng thời cho phép chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam sử dụng phần lãnh thổ dọc biên giới để xây dựng các căn cứ kho tàng của tuyến đường Trường Sơn Huyền Thoại. Nhờ sự hậu thuẫn đặc biệt từ Pathet Lào và Campuchia, tuyến đường chi viện chiến lược Trường Sơn bắt nguồn từ hậu phương lớn miền Bắc xã hội chủ nghĩa đã xuyên đất Lào, vượt địa phận Campuchia, đi qua gần 2 vạn km đường ô tô, 1.400 km đường ống xăng dầu, để đến đích cuối cùng là những cánh rừng miền Đông bạt ngàn. Đã có hơn 1 triệu tấn vũ khí, hậu cần, cùng rất nhiều quân lực chi viện cho chiến trường miền Nam thông qua tuyến đường này, góp phần quyết định vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam. Gần 6.000 ngày đêm tồn tại, đường Trường Sơn đã quằn mình gánh chịu khoảng 152.000 trận đánh lớn nhỏ của không quân Mỹ, với gần 4 triệu tấn bom đạn và hàng ngàn lít chất độc hóa học tàn phá ở mức độ khủng khiếp nhất. Đường Trường Sơn từ đó trở thành huyền thoại, trở thành con đường của ý chí, của quyết tâm thống nhất non sông. Đồng thời, đây cũng là con đường thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Sau cuộc tổng tiến công nổi dậy 1 tháng 68 thì chúng ta cách mạng miền Nam có những cái khó khăn, cực kỳ khó khăn. Thì lúc ấy chính là nhiều đơn vị của chúng ta, nhiều cái cán bộ lực lượng cách mạng chúng ta lại phải dạt sang bên kia biên giới, lại có cái sự cưu mang đùm bọc của nhân dân Campuchia, để chúng ta từ đấy chúng ta lại khôi phục lại, từng bước khôi phục lại lực lượng. Thấy rõ không thể giành thắng lợi một khi chưa phá vỡ khối liên minh đoàn kết giữa ba nước Đông Dương, bên cạnh việc hậu thuẫn chính phủ Hoàng gia Lào trong cuộc nội chiến với lực lượng Pathet Lào, Mỹ đồng thời cũng giật dây cho Lon Nol lật đổ quốc trưởng Sihanouk ngày 12 tháng 3 1970, thiết lập một chế độ độc tài thân Mỹ ở Campuchia, mở đường cho việc lao thang chiến tranh ra toàn cõi Đông Dương. Một lần nữa, vận mệnh của ba quốc gia dân tộc lại gắn chặt vào nhau. Khi Lon Nol lên nắm chính quyền, toàn bộ đất nước Campuchia đã trở thành mục tiêu ném bom của các loại máy bay Mỹ. Trên những bản đồ không quân, hàng ngàn dặm vuông thuộc những vùng đông dân phì nhiêu Campuchia đã bị đánh dấu cho sự tàn phá này. Bước sang năm 1973, Khmer Đỏ từ chối đề nghị đàm phán từ phía Mỹ và chính quyền Lon Nol. Tháng 6 có khoảng 5.000 phi vụ chiến thuật, tháng 7 tăng vọt lên gần 5.900 phi vụ, và trong nửa đầu tháng 8 có gần 3.100 phi vụ.
Đến khi Quốc hội Mỹ đình chỉ kế hoạch này, thì đã có tổng cộng gần 540.000 tấn bom ném xuống Campuchia. Sử gia Ben Coleman cho rằng, các đợt ném bom hủy diệt của Mỹ đã đẩy những người dân thường Campuchia vào trong tay Khmer Đỏ. Ước tính trong khoảng 50.000 tới 150.000 thường dân Campuchia thiệt mạng trong những vụ ném bom. Lòng căm thù đã khiến người dân Campuchia không còn con đường nào khác là gia nhập lực lượng Khmer Đỏ để đánh Mỹ. Đây có lẽ là yếu tố quan trọng duy nhất trong sự trỗi dậy của Khmer Đỏ. Nhưng Khmer Đỏ là ai? Thật trớ trêu thay, những mầm móng đầu tiên của một chế độ diệt chủng tàn bạo lại bắt đầu từ một nhóm trí thức Tây học trong phong trào cộng sản ở Kinh đô Ánh sáng Paris, nước Pháp, thập niên 1950. Nổi bật lên có Pol Pot, Ieng Sary, Khieu Samphan, vân vân. Những cái tên về sau đã trở thành nỗi kinh hoàng với nhân dân Campuchia và với cả thế giới. Từ đây, các thành viên nhóm Paris trở về Campuchia và thâm nhập sâu vào các phong trào cánh tả trong nước. Những lực lượng đối lập này được quốc trưởng Sihanouk đặt tên là Khmer Đỏ, vì hầu hết lãnh đạo cách mạng kỳ cựu còn lại đã tập kết ra miền Bắc Việt Nam. Nên nhóm Paris bằng nhiều thủ đoạn khác nhau đã nhanh chóng chiếm lấy quyền lãnh đạo phong trào, tuyên bố thành lập một đảng cộng sản Khmer riêng, không có bất kỳ liên hệ nào với đảng bộ Khmer của đảng cộng sản Đông Dương trước đây, và cắt đứt mọi liên hệ với đảng cộng sản Việt Nam. Khi mà Pol Pot lên nắm quyền thì nó thay đổi, một là đã đổi tên đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia thành đảng cộng sản Campuchia. Thứ hai là nó thay đổi cái ngày thành lập đảng. Nhưng mà chủ yếu của nó là nhằm là chống Việt Nam. Thì cái nguyên nhân bắt đầu từ cái chỗ đó, từ thay đổi. Thì sau khi Pol Pot lên cầm quyền thì nó tàn sát hầu như là gần hết cái số đảng viên kỳ cựu. Tình hình Campuchia sau đảo chính của Lon Nol đã đưa các lực lượng cánh tả còn lại hợp lực với nhóm Pol Pot, biến Khmer Đỏ từ một nhóm nhỏ hoạt động cô lập trong vùng rừng núi đông bắc Campuchia hẻo lánh trở thành lực lượng duy nhất có khả năng đánh Mỹ. Vì thế, Khmer Đỏ nhận được sự ủng hộ và liên minh từ cựu hoàng Sihanouk, nhân vật có sức hấp dẫn chính trị mạnh mẽ với quần chúng Campuchia do ảnh hưởng của hoàng tộc trong một xã hội theo đạo Phật Theravada cổ truyền. Tên cựu hoàng Sihanouk đủ mạnh để tập hợp cả đất nước chống Mỹ. Hai tác giả Grant Evans và Kevin Rowley cho rằng khi Sihanouk tức giận trước sự phản bội của Lon Nol và Sirik Matak đi với phái tả để thành lập mặt trận thống nhất dân tộc của Campuchia, thì số phận của chế độ Lon Nol đã được định đoạt. Các nhà lãnh đạo Khmer Đỏ hoan nghênh những người ủng hộ Sihanouk vào hàng ngũ mặt trận thống nhất dân tộc Campuchia, nhưng giữ Sihanouk ở lại nước ngoài như là người đứng đầu chánh phủ lưu vong ở Bắc Kinh và dần dần xóa bỏ ảnh hưởng chính trị của ông bên trong Campuchia. Vào năm 1974-1975, Pol Pot tổ chức thanh trừng những người tích cực ủng hộ Sihanouk ra khỏi hàng ngũ mặt trận thống nhất dân tộc Campuchia. Từ đây, Khmer Đỏ giữ độc quyền lãnh đạo cuộc đấu tranh chống Mỹ của nhân dân Campuchia. Trong hội nghị cấp cao nhân dân ba nước Đông Dương chống kẻ thù chung là đế quốc Mỹ tháng 4 năm 1970, trưởng đoàn Campuchia Sihanouk đã đề nghị phía Việt Nam giúp đỡ về công tác huấn luyện, và Việt Nam đã phái nhiều cán bộ quân sự giúp mặt trận thống nhất dân tộc Campuchia, cụ thể là Khmer Đỏ, huấn luyện, xây dựng quân đội, các cơ sở kháng chiến để Campuchia tự lực giải phóng đất nước khi thời cơ đến. Chúng tôi nhớ là năm 70 nó dùng Lon Nol, Mỹ dùng Lon Nol đảo chính Sihanouk.
cái chế độ quân chủ của Xê Đúc thì lập tức nó mở ra cái Việt Nam hóa chiến tranh, Khmer hóa, Lào hóa, Campuchia hóa chiến tranh, thì chính ta đã là người phải sang giúp đầu tiên ở Campuchia. 70, 74, 72. Sau nhiều người ra ra mơ rụng không chờ không ở thế đâu gì. Có chứ của vùng các cứ phía đông và đông nam nông bình sắc nông bình sắc đông lên xa phía đông và đông nam đông lên xa chạm bây giờ có chứ ta gì đó. Khu chủ lực của ta. Và khi ta về thì giao toàn bộ cái đó. Cái thời điểm đấy họ là những người cộng sản đại diện cho cái lợi ích của nhân dân Campuchia và cái mục đích tối thượng của nhân dân Campuchia, của dân tộc Campuchia. Thì cái chuyện mình giúp họ thì cũng là cái lẽ đương nhiên thôi. Mà đấy là cái tính, tôi nghĩ đấy là một cái tinh thần quốc tế vô sản rất là cao cả, không có vấn đề gì cả. Thế nhưng càng ngày rõ ràng càng ngày thì cái đảng của Pol Pot nó sẽ biến chất. Ngày 17 tháng 4 1975, Khmer đó lật đổ chính quyền Lon Nol, nắm quyền lãnh đạo đất nước. Nhân dân đổ về các ngã đường để chào mừng ngày độc lập. Nhiều nhân viên của chế độ cũ với phần lớn nội các chính quyền Lon Nol đã ở lại, tin tưởng lời hứa từ Khmer đó rằng họ sẽ được chào đón để tái thiết một đất nước Campuchia mới. Không một ai nghi ngờ rằng cơn ác mộng thật sự chỉ mới đang bắt đầu. Cùng lúc đó, tại Việt Nam, cuộc tổng tấn công và nổi dậy của quân giải phóng đã làm rung chuyển toàn bộ hệ thống chính quyền Sài Gòn. Từ chiến dịch Tây Nguyên, mặt trận Huế, Đà Nẵng đến chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, dân tộc Việt Nam đã hoàn thành vẻ vang sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975. Cựu cố vấn của chính quyền Sài Gòn trong cuốn sách Khi đồng minh tháo chạy đã ghi nhận: ngày 10 tháng 3 năm 1975, quân đội Bắc Việt Nam đánh chiếm Ban Mê Thuột, đến ngày 30 tháng 4 đã tiến vào Sài Gòn, vỏn vẹn chỉ có 52 ngày đêm. Còn với nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trần Quang Cơ, toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 đã đưa Việt Nam tới đỉnh cao của giải phóng dân tộc và uy tín quốc tế. Thắng lợi của Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ không chỉ là một tác nhân đưa đến những thay đổi rất quan trọng trong chiến lược của các nước lớn, mà còn làm chuyển đổi cục diện chính trị khu vực Đông Nam Á. Đã qua rồi cuộc chiến tranh 30 năm dài đằng đẵng với nhiều mất mát hy sinh. Đã qua rồi những đau khổ và chia ly. Giờ đây, cả dân tộc cùng mơ một giấc mơ hòa bình, hạnh phúc. Trong bầu không khí đó, nào có ai kịp dừng lại để nhìn thấy một nguy cơ rất thật, rất gần. Rằng thắng lợi to lớn của Việt Nam đã đi ngược lại mong muốn của các cường quốc lớn. Và họ đã bắt đầu thực hiện âm mưu làm chảy máu Việt Nam ngay giữa những ngày Việt Nam vừa lập lại hòa bình thống nhất. Và công cụ để khơi mào cho một cuộc chiến tranh mới là Khmer Đỏ, một lực lượng đã nô dịch và tàn sát chính dân tộc Campuchia trong một chế độ diệt chủng tàn bạo ở bên kia biên giới.